Nước Anh và thế giới chuẩn bị nói lời từ biệt cuối cùng với Nữ hoàng Elizabeth. Ngày 19 tháng 9, các nhà lãnh đạo và hoàng gia trên khắp thế giới sẽ gửi lời chào tạm biệt cuối cùng tới Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Vương quốc Anh. Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng, tức 5 giờ 30 phút theo giờ GMT, thời gian chính thức nằm tại quốc gia của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã kết thúc sau 4 ngày. Trước đó, hàng trăm nghìn người đã xếp hàng để được đi quanh linh cữu của vị quốc vương trị vì lâu nhất vương quốc Anh tại hội trường Westminster, lịch sử của London. Tất cả mọi người, trong đó có cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với người phụ nữ 96 tuổi, người đã trải qua 7 thập kỷ trên ngai vàng của Vương quốc Anh. Ngay trước 11 giờ ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương, quan tài bằng gỗ sồi của nữ hoàng được phủ cờ tiêu chuẩn hoàng gia với vương miện hoàng gia bên trên sẽ được đặt lên xe tiêu binh và được kéo đến tu viện Westminster để chuẩn bị cho lễ quốc tang. Trong số 2.000 người xuất hiện tại tu viện sẽ có khoảng 500 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Biden, Hoàng đế Naruto của Nhật Bản, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn và Tổng thống Nam Phi Sirin Ramaphosa. Các chất của nữ hoàng, hoàng tử George 9 tuổi và công chúa Charlotte 7 tuổi, hai người con lớn của thái tử William cũng sẽ tham dự. Trong 10 ngày qua, vợ chồng tôi đã vô cùng xúc động trước nhiều thông điệp chia buồn và ủng hộ của chúng tôi nhận được từ đất nước và trên toàn thế giới. Khi tất cả chúng ta chuẩn bị nói lời chia tay với nữ hoàng lần cuối, tôi chỉ muốn nhân cơ hội này để nói lời cảm ơn đến tất cả những người đã là chỗ dựa và niềm an ủi cho gia đình và bản thân tôi trong thời điểm đau buồn này. Vua Charles Đệ Tam, con trai của nữ hoàng Elizabeth và hoàng thân Philip cho biết trong một tuyên bố. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời vào ngày 8 tháng 9 tại lâu đài Balmoral ở Scotland. Sức khỏe của bà suy giảm trong nhiều tháng trước đó. Chỉ hai ngày trước khi qua đời, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã bổ nhiệm bà Liz Truss làm thủ tướng thứ 15 của Vương quốc Anh và cũng là thủ tướng cuối cùng mà bà biết.